Như vậy là một cái Tết âm lịch lại sắp sửa đến với mọi người Việt Nam ở khắp nơi. Từ thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ, từ phi trường Quảng Châu, Trung Quốc và từ thành phố Vũng Tàu, Việt Nam, xin kính chúc quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV và các cộng tác viên ở khắp nơi một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa đồng bào ở nước ngoài, nhân dịp năm mới cho phép tôi thay mặt các Việt Nam Việt Nam chân thành chúc cho bà con ta ở nước ngoài một cái năm mới hết sức là an khang và thịnh vượng. Dạ, con xin kính chào các quý vị độc giả của Phố Bosa TV. Bước qua thềm năm mới thì con xin chúc các quý vị khán giả có một năm mới thật là may mắn và làm những điều mà năm trước mình chưa hoàn thành, có thật nhiều sức khỏe. Nhằm trong cái dịp Tết, Phố Bosa có cuộc phỏng vấn này thì tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả những người Việt đang sống khắp nơi trên các đất nước thế giới và tất cả những người Việt Nam đang sinh sống tại trong nước Việt Nam một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Chúc tất cả các anh chị em có mặt ngày hôm nay cũng giống như là ban lãnh đạo nhà nước Việt Nam mình một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong tương lai, và tất cả bà con mình đều được toại nguyện những gì mà mình mong muốn. Tôi xin chúc tất cả khán giả phố Bosa TV năm mới hạnh phúc, đầy thắng lợi và đoàn kết. Xin kính chào quý vị, Bằng Kiều xin gửi tới tất cả quý vị khán giả ở khắp nơi một xuân, một Tết, một năm mới Tất Mùi thật là bình an, thật may mắn, luôn luôn hạnh phúc và tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với quý vị trong năm mới này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở những nơi mà quý vị cư ngụ. Thank you. Năm mới đã cận kề rồi, một cái Tết cổ truyền mới sắp đến với dân tộc Việt Nam chúng ta. Tôi muốn nói với bà con Việt Kiều rằng Việt Nam chúng ta đang càng ngày càng tươi đẹp hơn, và hiện nay ở đất nước Việt Nam chúng ta sắc đào, sắc mai đang khoe thắm và mỗi con người Việt Nam đang rộn ràng để chuẩn bị một mùa xuân mới. Và chúng tôi luôn nhớ đến những người con của Việt Nam đang sống ở đâu đó trên khắp thế gian này và họ cũng đang hướng về quê hương đất nước. Và chúng tôi muốn gửi đến cô bác, các anh chị và toàn thể những người Việt Nam đang sinh sống ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam này một lời chúc tốt đẹp, đó là luôn luôn mạnh khỏe. Có sức khỏe chúng ta sẽ làm nên được nhiều việc, gia đình được hạnh phúc. Và chúng tôi muốn nói với bà con rằng dù ở đâu, dù sinh sống ở bất cứ nơi nào, nhưng mà tình cảm của những người Việt Nam chúng ta là không bao giờ thay đổi. Chúng ta là đồng bào của đất nước Việt Nam này và chúc một mùa xuân tốt đẹp đến với tất cả mọi người. Tết sắp sửa tới, chúng tôi cũng mong chúc tất cả đồng hương, cộng đồng người Việt không phải chỉ Quảng Nam mà tất cả ngoại quốc một mùa Tết vui vẻ, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Em xin thay mặt đến những thành viên trong hãng phim Thế Kỷ 21 cũng như bạn bè gia đình gửi một cái lời chúc Tết đến Phố Bosa TV. Chúc cho mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cho em gửi đến những cái người thân của em ở bên Mỹ. Em có một người bạn ở Connecticut, có gia đình và một người bạn trai ở Texas. Thì em xin chúc những người này cũng gặp nhiều may mắn và dồi dào sức khỏe. Tôi xin chúc toàn thể khán thính giả của Phố Bosa TV một năm thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Đại diện cho chùa Nhân Hòa, mái nhà chung tâm linh của người Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan, chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị lời cầu chúc năm mới an khang, thịnh vượng, được sự gia hộ của ba ngôi tam bảo, của chư Phật mười phương. Cầu nguyện cho quý vị đạt được những ước muốn tốt đẹp nhất trong năm mới. Xin kính chúc các khán giả của Phố Bosa TV sẽ có một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị thật nhiều và chúc quý vị năm mới và sự như ý và an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới. Sắp sửa sang năm mới Ất Mùi, tôi xin thành thật
chúc cho tất cả bà con người Việt ở hải ngoại cũng như ở trong nước một cái Tết thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe và những niềm vui. Năm mới Bảo Hòa và gia đình kính chúc tất cả mọi người khán thính giả trong và ngoài nước, trong nước có nghĩa là ở nước Mỹ và ngoài nước là có thể là Việt Nam, Âu Châu, những nước khác, Úc Châu hoặc là bên Canada, được vạn sự như ý và hạnh phúc, muốn gì được đó. Hôm nay từ nước Nga xa xôi, thủ đô Moscow, tôi với tư cách là đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Việt Nam ta tại Liên bang Nga, xin gửi tới bà con cô bác ở khắp nơi trên thế giới, ở Liên bang Nga, ở Hoa Kỳ, ở Canada, Australia, Pháp, Séc, tất cả những nơi tôi đã từng qua công tác với tư cách là chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao, những tình cảm thân thương, những lời chúc mừng chân thành nhất nhân dịp xuân Ất Mùi. Vâng, về lời chúc Tết thì tôi không dám đại diện ai cả, tôi chỉ muốn chúc Tết tất cả bà con trong nước cũng như là nước một cuộc sống bình yên, về mặt kinh tế thì càng ngày càng khá giả thêm, và đồng thời nhớ rằng là mỗi người có một ý, nhưng mà cái việc đoàn kết để mà tồn tại trong nước cũng như ngoài nước là cái điều vô cùng quan trọng. Cho phép chúng tôi thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh xin gửi tới cô bác, cô anh chị em và gia đình quý quyến được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, thành đạt và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào khán giả Phố Bô Sa TV. Cả gia đình Ngọc đang ngồi đây và cùng chia sẻ với mọi người những giờ phút cuối năm. Ngọc và hai cháu xin gửi lời chúc những điều an lành sẽ đến với chúng ta trong năm Ất Mùi này, năm con dê mà rất là hiền lành, tại vì người ta nói con dê là hiền lành lắm, cho nên là Ngọc cũng cầu mong với chúng ta trong cuộc sống này bước sang năm Ất Mùi sẽ mang lại những điều hạnh phúc, an lành và may mắn đến với tất cả khán thính giả ở khắp mọi nơi, những người Việt Nam sống ở khắp nơi được hạnh phúc trong mỗi người và mỗi nhà. Hân chúc lời chúc gì đi con, chúc đi. Con chúc mọi người sức khỏe. Được rồi, vậy giỏi rồi. Chúc mừng năm mới và chúc vạn sự như ý đến với tất cả mọi người. Không ơn, bye mọi người đi con. Không ơn. Bye. Phương Nhi chúc mọi người có một dịp Tết vui vẻ, hạnh phúc, sum vầy bên gia đình, đoàn viên và ấm no. Thêm nữa là quyên một năm, năm sau sẽ đạt được sự may mắn hơn và thành công hơn, sức khỏe thì dồi dào hơn. Nhân dịp năm mới, tôi chúc toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 4,5 triệu người đồng lòng như một, cùng nhau xây dựng một khối đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam để làm sao chúng ta xây dựng được khối cộng đồng của chúng ta vững mạnh, cùng nhau đóng góp vào đất nước sở tại, tạo dựng uy tín của mình và đồng thời có góp phần vào xây dựng quê hương Việt Nam thân yêu của mình. Tôi là Trần Quốc Quân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Kiều Việt Nam tại Ba Lan. Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015, tôi xin gửi tới toàn thể bà con Việt Kiều tại Ba Lan cũng như trên toàn thế giới lời chúc sức khỏe, lời chúc hạnh phúc, lời chúc thành công. Chúc tất cả mọi người một năm mới thật là tốt đẹp, thật là may mắn. Chúc Tết đến trăm điều như ý, mừng xuân sang vạn sự thành công. Xuân Thành kính chúc tất cả bà con, cô bác, anh chị em cũng như là tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Phố Bonsa TV và đang chuẩn bị háo hức đón chờ một năm mới Ất Mùi 2015. Một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và tràn ngập sức khỏe. Thu Hương xin đại diện cho chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình kính chúc quý vị có một năm Ất Mùi thật là khỏe mạnh, vui vẻ và nhất là rất là được nhiều hồng ân của ơn trên ban xuống cho quý vị. Quý vị muốn gì được nấy nhưng mà nhất là phải có sức khỏe nhé. Happy New Year! Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Happy New Year, chúc mọi năm mới. Dạ, trước tiên con xin cảm ơn mẹ Nhung đã cho con cơ hội đi tiếp con đường ca hát này. Và Tết đến rồi thì con xin chúc quý vị khán giả của Phố Bonsa TV
một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và con cũng xin kính chúc các cô chú anh chị fan một năm mới phát tài phát lộc. Út xin chúc Tết, chúc cho quý vị đó bước sang năm mới làm ăn mọi việc thuận lợi, vạn sự như ý, thân tâm an lạc. Dạ thì qua đây thì em cũng mong là tất cả các khán giả trên thế giới cũng như là trong Việt Nam có một cái mùa xuân rất là ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Tôi có lời chúc Tết tất cả người Việt trong nước và người Việt hải ngoại, tất cả khắp 47 năm châu qua vấn đề chương trình của Phố Bô Sa, một năm mới an khang thịnh vượng, năm mới năm 2015 một năm mới an khang thịnh vượng và được sự đầy hồng ân của thượng đế và Chúa Giêsu. Amen. Tôi là tiến sĩ Lê Văn Mừng, trưởng ban an ninh pháp luật cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, chủ tịch hội đồng hương Thanh Hóa tại Ba Lan. Nhân dịp đầu xuân Ất Mùi 2015, tôi xin gửi lời chúc Tết đến toàn thể người Việt Nam tại Ba Lan và trên toàn thế giới một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, trước thềm năm mới, Lê Sĩ Dự xin được kính chúc quý vị một năm mới sức khỏe an khang, tiền vào như nước, tiền ra rất ít. Và thay mặt cho hội quán Lạc Cầm xin được cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Lạc Cầm trong suốt 4 năm vừa qua và dự look forward để mà gặp gỡ quý vị tại hội quán Lạc Cầm trong những chương trình ca nhạc đặc sắc tại hội quán Lạc Cầm. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay nhân lúc mùa xuân sắp đến, Tết cũng sắp đến, chúc cho trước hết là Trọng Kim Cương được sức khỏe dồi dào, tiếp tục cũng lo công việc từ thiện. Chúc cho tất cả các bạn nghệ sĩ luôn luôn cũng được sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc. Chúc bà con trong nước và ngoài nước đều được một cuộc sống an lành trong cái xã hội đang khó khăn này. Nhân dịp đầu xuân Ất Mùi, tôi xin kính chúc Phố Bô Sa được nhiều sức khỏe để làm cái trọng trách truyền thông trung thực, là cái cầu nối cho người dân trong nước và hải ngoại càng ngày càng gần gũi, yêu thương nhau hơn, giúp đỡ nhau hơn trong cái tự trình dân tộc. Và tôi cũng xin kính chúc đầu xuân, cầu chúc Việt Nam ta hạnh phúc bình an khắp mọi nhà. Và tôi cũng xin kính lời cảm ơn và kính chúc các bạn trẻ ngày đêm đang hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ biển đảo Việt Nam. Tôi cũng kính mong trong nước và hải ngoại nên nhín chút thời giờ gửi email hay là gửi thơ hay là text để cảm ơn và chúc Tết cho các chiến sĩ ngày đêm đang vững tay bảo vệ biển đảo quê mẹ Việt Nam. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Dạ, nếu mà gửi lời chúc đến các anh chị em, các cô chú ở bên nước ngoài thì là em mong rằng các cô chú có thể về nước mình để ăn Tết cùng với gia đình. Cái đó là cái tình thân, là cái đầu tiên mà em xin chúc. Rồi cái thứ hai là em chúc sức khỏe và lời chúc mạnh khỏe, thịnh vượng đến cho cô chú. Trần Ngọc Hiệp xin kính chúc tất cả quý vị bà con xa gần tứ phương sẽ có được những ngày Tết, những ngày mà hội chợ như thế này thật là vui, và điều quan trọng nhất là sức khỏe thật là tốt, giữ gìn sức khỏe và thành công trong một năm mới. Nhân dịp mà năm mới 2015 rất là vui được góp mặt cùng Mr. Lân gửi đến quý vị kiều bào một năm mới an khang thịnh vượng và xuân giấy, và rất là mong năm sau sẽ được đón tiếp quý kiều bào về Việt Nam về quê ăn Tết, một cái Tết yêu thương, một cái Tết đầm ấm và cái Tết đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Tôi là Nguyễn Thị Kim Dung, chủ tịch câu lạc bộ Hòa Thành tại Ba Lan. Nhân dịp xuân mùi, tôi gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả bà con cô bác tại Ba Lan và trên thế giới, lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Thanh Mai và Fatima xin kính chào quý khán giả của đài Phố Bô Sa. Nhân dịp mà Tết sắp đến,
Lúc Mai và Fatima xin kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. Chúng ta là thường xin chúc các anh chị ở hải ngoại được một mùa xuân hạnh phúc và vui vẻ. Chúc phố Bosa TV được thành công và thắng lợi. Bảo Khánh xin chúc cho tất cả quý vị khán giả ở khắp nơi trên toàn thế giới, những người Việt có một năm mới, đón một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc và gia đình được ấm êm hạnh phúc. Năm mới năm hết vui, chúc Tết, chúc toàn thể bà con sang năm mới được mạnh khỏe tốt lành đầu năm chứ cuối. Riêng phố Bosa TV thì Bảo Khánh xin chúc cho chương trình của phố Bosa TV luôn luôn thu hút được những người hâm mộ theo dõi, trong đó có Khánh. Lúc nào mà phố Bosa TV ra một cái chương trình là Khánh là người đầu tiên xem và để mình học hỏi những cái chương từ những cái chương trình của anh Lân phố Bosa TV thực hiện. Cảm ơn anh rất nhiều và Bảo Khánh xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tất cả các cái đồng hương người Việt Nam của tôi trên khắp toàn thế giới. Cái xuân Ất Mùi sắp đến gần rồi, tôi muốn gửi những lời chúc nhắn nhủ tốt đẹp nhất tới tất cả những đồng hương của tôi. Cộng đồng Việt Nam ở Ukraine, nơi mà tôi đang sinh sống ấy, năm nay đón cái Tết có lẽ là không được trọn vẹn, bởi vì là cái tiếng súng ở miền Đông vẫn chưa ngừng bởi một cuộc chiến tranh tàn khốc, gọi là cuộc chiến tranh không tuyên chiến giữa Nga và Ukraine. Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, năm con dê, tôi Nguyễn Hồng Phúc xin được chúc tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới, trong nước và cũng như ngoài nước. Năm mới cuộc đời linh hương, năm mới tràn đầy yêu thương, năm mới tiền vô tứ phương. Và quay tôi cũng muốn nói, muốn gắn nhắn nhủ cái tâm tư của tôi đối với đồng bào của tôi ở khắp nơi trên toàn thế giới. Một nước Việt Nam cũng đã xảy ra những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn những năm 70-60. Và gây lên rất nhiều những cái hận thù đáng tiếc giữa người Việt chúng ta với nhau. Thì tôi muốn qua một cái Tết như thế này, chúng ta đồng bào sau đó một cái Tết và những năm tháng sau đó một cách không khí rất là hòa giải dân tộc, bởi chúng ta quên đi được những cái hận thù trong quá khứ để hướng về một cái tương lai trong một đất nước. Tổ quốc chúng ta thì chỉ có một, thể chế thì có thể có nhiều, có thể sẽ... thế nhưng mà làm sao mà tất cả các đồng bào chúng ta khắp nơi trên thế giới đều hướng về đất nước và tổ quốc chúng ta và cầu mong cho sự hưng thịnh, hạnh phúc và ấm no được đến với tất cả mọi người và với đất nước của chúng ta. Xin chào. Trước thềm năm mới này, Dũng xin chúc cho tất cả người Việt, đồng hương của chúng ta trên toàn thế giới được bình an trong tâm hồn và được bình an trong đời sống. Chúc cho muôn mọi nhà vạn phước, vạn lộc và vạn thọ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Lê Ngọc Vĩnh, thành viên câu lạc bộ cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan. Nhân dịp năm mới Tết Ất Mùi, tôi xin gửi lời chúc Tết tới toàn thể bà con, cộng đồng bà con trên toàn thế giới an khang thịnh vượng. Rất là cảm ơn đài đã cho tôi có cái dịp để nhắn nhủ vài lời đối với những người khán giả của tôi, những người tôi thương yêu và những người tôi cống hiến hết cho tuổi trẻ của tôi. Tôi chỉ xin nói một câu, đừng quên kim cương, bởi kim cương bao giờ cũng nhớ khán giả lắm, nhớ các bạn lắm. Thế thôi, chúc các bạn một cái Tết vui vẻ và sớm về Việt Nam. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc sắp tới rồi. Thôi thì cũng dẹp tất cả những cái vấn đề bề bộn ở trong cái cộng đồng hải ngoại mà chúng ta chúc nhau, chúng ta chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Trong văn chương Việt Nam thì người ta cũng đã có những cái câu mỉa mai về những ngày chúc Tết. Thành ra lịch sử Việt Nam thì nó cũng quay vần như vậy thôi. Tôi cũng không lèo lá gì để mà nói những cái câu không thực lòng, nhưng mà thực tình thì tôi chúc anh em và nhất là ở những cái tuổi của tôi chúc những anh em ở cái tuổi của tôi, thì cái lời chúc Tết của tôi là
chúng ta vuốt mắt nhau cho đêm khuya tràn ngon giấc, để cho an nghỉ cái lòng hận thù nó xuống, và để cho chúng ta dành chỗ cho thế hệ trẻ sắp tới. Chúc mừng năm mới An Khang. Chúc mừng năm mới An Khang thịnh vượng. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới, Happy New Year và Alex Wood Zoom Noia đến đất nước Việt Nam thân yêu. Thay mặt cho sinh viên đại học sư phạm thì em xin chúc cho những bạn trẻ trong nước cũng như là ngoài nước có một đón một cái Tết Ất Mùi bên người thân và gia đình thật sự ấm áp, an khang, thịnh vượng. Và em cũng xin gửi lời đến cho các anh chiến sĩ ở Trường Sa và ở Trường Sa Hoàng Sa và ngư dân ở đảo có một cái cuộc sống thực sự là có một nghị lực để vượt lên tất cả những cái khó khăn. Em rất vui được gặp Phobosa TV. Em chúc mừng năm mới các bạn xem cái channel YouTube Phobosa TV cũng website nữa. Nhân dịp năm mới Ất Mùi xin gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng cho tất cả mọi người. Năm mới Tết đến thì Trang Tuyền xin được kính gửi đến tất cả các quý vị cùng toàn thể tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Xin chào. Thông qua chương trình của Phố Bình Sa TV, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc đến tất cả kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Và chúc mọi người có một cái Tết thật là ấm áp, thật là hạnh phúc. Cảm ơn Phố Bình Sa TV làm nhịp cầu nối cho Thanh Thảo và quý vị ngày hôm nay. Một ngày rất đặc biệt bởi vì lần đầu tiên Thanh Thảo đón Tết tại Cali. Và xin được chúc cho tất cả quý vị theo dõi trên Phố Bình Sa TV một năm mới luôn luôn gặp nhiều may mắn và công thành danh toại. Chúc mọi người là an khang thịnh vượng, năm mới thì phát tài phát lộc. Dạ, tôi là Lê Tấn Quốc, nhạc sĩ saxophone, và cũng là cựu đoàn viên của đoàn kịch nói Kim Cương ngày xưa lúc trước. Hôm nay cũng nhân dịp cái lễ này, chị Kim Cương cũng có mời lên đây để mà tặng quà cho những người nghệ sĩ cũ. Kim Vi mập nhóm em lấy giùm em. Cái điều thứ nhất là tôi rất là cảm ơn chị Kim và những cái tổ chức. Và cũng nhân dịp đầu năm mới, tôi cũng kính gửi lời chúc mừng tất cả những anh em nghệ sĩ cũng như những kiều bào hải ngoại một cái năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Chúc mọi người năm mới bạn sự như ý, an cư lạc nghiệp, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Hoàng Hiệp cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị và gia đình. Chúc quý vị đón một năm mới an khang thịnh vượng, thật nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc. Tiếp theo năm mới thì cháu cũng xin chúc cho toàn thể người dân trong nước cũng như hải ngoại một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều thành công trong cuộc sống. Nhân dịp xuân về, Thanh Vũ xin chúc cho quý vị và gia đình một mùa xuân an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Thanh Vũ có một món quà nhỏ nhỏ muốn gửi đến cho quý vị, là một bài hát của nhạc sĩ Châu Kỳ, Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. Xuân đến xuân đi, xuân về veo thương nhớ, xuân qua để tôi nhớ. Xuân đến xuân đi, xuân về mượn lá hoa, xuân qua tôi.
em chúc tất cả mọi người là một năm mới là luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Xin cảm ơn ạ. Chúc tất cả Việt kiều cũng như dân trong nước là năm nay làm ăn cho nó khấm khá, khỏe mạnh, khấm khá hơn mọi năm. Happy New Year from Canada. Happy New Year from Florida again. Happy New Year from Canada. Bước sang năm mới, Thu Phương cũng mong rằng tất cả những gì mà Thu Phương đã được đón nhận được từ phía quý vị thì xin cho Thu Phương gửi lời cảm ơn rất nhiều đến sự yêu thương quý vị đã dành cho Thu Phương. Và cũng mong năm mới 2015 sẽ là một năm có nhiều niềm vui, nhiều may mắn, hạnh phúc sẽ đến với tất cả quý vị, mọi người, mọi nhà, những người Việt Nam sống khắp mọi nơi trên thế giới. Và đặc biệt một năm sẽ thật nhiều bình an với tất cả quý vị. Xin chúc tất cả các quý thính giả một năm mới hãy là chính mình với đầy năng lượng. Và mong tất cả cái niềm tin, mong tất cả chúng ta có cái niềm tin để vượt qua những cái dông bão cuộc đời, để đạt được cái hoài bão ước mơ của mình. Đừng đầu hàng số phận các bạn nhé. Nhân dịp xuân Ất Mùi sắp đến, chúng tôi xin cảm ơn trước hết là những quý khán giả đã vào xem chương trình Phố Bôn Sa TV. Trong đó có một phần đóng góp của cá nhân chúng tôi, nhưng đặc biệt hơn cả quý vị đã bỏ thì giờ ra để mà đưa những cái bình luận khen chê hay dở trong cái phần video do chúng tôi thực hiện cùng với Vũ Hoàng Lân. Thế tuy nhiên điều mong ước duy nhất và lớn nhất trong năm mới này có nghĩa là mỗi người trong chúng ta không phân biệt ở bất cứ đâu trên toàn thế giới, làm thế nào để có một cái cơ hội tìm hiểu nhau, gần gũi nhau để mà san bằng đi, làm mỏng lại cái lằn ranh của sự suy nghĩ khác biệt, ngộ nhận với nhau nếu có. Để làm được việc này, trước hết phải là trách nhiệm của mỗi con dân Việt Nam, không phân biệt trong hay ngoài nước, nhưng trên hết phải là những vị lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện nay chủ động hơn nữa trong vấn đề làm cho trong và ngoài nước gần gũi nhau hơn, hiểu biết nhau hơn, để tăng cái sức mạnh và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam. Chúc mọi người đầu năm làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc tất cả mọi người cả nước đón một năm Ất Sửu gặp nhiều may mắn này và hạnh phúc, được ấm bên với gia đình và thật nhiều tài lộc. Mọi năm sẽ thay đổi hơn ạ, đạt nhiều thành quả trong cuộc sống hơn ạ, và cũng có một lần năm học mới thành đạt hơn ạ. Năm cũ đã qua, năm mới về, nhân mùa xuân đến thì tôi cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho bản thân, cho gia đình cũng như cho tất cả mọi người. Đó là sức khỏe, đó là may mắn và những điều gọi là con người sống nhân ái để yêu thương nhau nhiều hơn. Happy New Year! Chúc mừng năm mới! Xuân này cầu chúc cho năm sau nhà ai cũng đều yên lành, xuân vui thái bình. Chúc mừng năm mới! Happy New Year! We'll be right back.